Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào các em, chúng ta cùng tiếp với nội dung bài 27 trao đổi khí ở sinh vật nào. Trong bài 27 với câu hỏi mở đầu, hình bên thể hiện sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường. Cơ thể chúng ta lấy khí oxygen và thải khí carbon dioxide qua những hoạt động nào? Các khí này vận chuyển qua các cơ quan nào của hệ hô hấp? Trên hình đây chính là sự trao đổi khí ở người, chúng ta cùng theo dõi nhé. Thì chúng ta thấy là cơ thể chúng ta lấy khí oxygen và thải khí carbon dioxide qua hoạt động chủ yếu là hô hấp, hít vào và thở ra. Sự vận chuyển các loại khí qua các cơ quan của hệ hô hấp ở người, khí hít vào, không khí ở môi trường ngoài đi qua khoang mũi, khí quản, phế quản để đi vào phổi và đến tận các phế nang trong phổi. Ở các phế nang, oxygen khuếch tán vào máu và được vận chuyển đây, ở các phế nang, oxygen được khuếch tán vào máu được vận chuyển đến để cung cấp cho các tế bào trong cơ thể. Carbon dioxide thì từ máu sẽ khuếch tán vào phế nang và được đưa ngoài qua việc thở ra. Câu hỏi thảo luận số 1. Quá trình trao đổi khí ở thực vật, động vật diễn ra vào thời gian nào trong ngày? Thì ở đây chúng ta thấy là diễn ra suốt ngày luôn. Ở động vật thì trao đổi khí qua hô hấp, còn thực vật thì qua hô hấp và quang hợp. Hô hấp thì suốt cả ngày và đêm, còn quang hợp thì chỉ khi có ánh sáng. Câu hỏi số 2. Hãy cho biết cơ chế chung của sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài. Thế thì đó là cơ chế khuếch tán, và đó là hiện tượng mà các phân tử khí di chuyển từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp mà không tiêu tốn năng lượng. Câu hỏi số 3. Nêu vai trò của sự trao đổi khí với cơ thể sinh vật. Thì chúng ta trả lời khá là ngắn gọn thôi. Trao đổi khí này thì giúp sinh vật lấy khí oxygen và hoặc là lấy khí carbon dioxide và thải ra môi trường khí oxygen hoặc carbon dioxide để cung cấp nguyên liệu cho các hoạt động sống khác trong cơ thể, đồng thời thải ra các chất khí dư thừa, tránh hiện tượng đầu độc cơ thể. Câu 4. Cho biết mối liên quan giữa sự trao đổi khí và hô hấp tế bào. Thì hai quá trình này rất là mật thiết với nhau. Nó cung cấp trao đổi khí, lấy oxygen từ môi trường cung cấp cho hô hấp tế bào. Hô hấp tế bào nhận năng lượng để thực hiện quá trình hô hấp và carbon dioxide để thải ra ngoài môi trường. Luyện tập trang 123. Hoàn thành thông tin về sự trao đổi khí ở thực vật, động vật trong bảng sau. Khí lấy vào, khí thải ra, chúng ta cùng trình bày nhé. Rất dễ dàng đúng không nào? Hô hấp thì rất là giống nhau ở cả động vật và thực vật, quang hợp thì ngược lại các em nhé. Câu hỏi thảo luận số 5. Khí khổng thường phân bố ở lớp biểu bì mặt trên hay là mặt dưới của lá cây? Thế thì chúng ta thấy là với cây một lá mầm ý, thì khí khổng phân bố ở cả biểu bì mặt trên và mặt dưới của lá, còn cây hai lá mầm thì nó tập trung chủ yếu ở mặt dưới thôi. Câu hỏi số 6. Quan sát hình 27.1. Mô tả cấu tạo của khí khổng phù hợp với chức năng trao đổi khí ở thực vật. Chúng ta thấy là một cái lỗ khí này này thì nó gồm có hai tế bào hình hạt đậu. Tế bào này có đặc điểm thành bên trong dày, thành bên ngoài mỏng. Chính vì vậy khi mà nước nó căng lên, nó sẽ làm cho thành ngoài căng ra, kéo theo thành dày bên trong cũng căng theo, và nó làm mở lỗ khí. Đấy, đây là lỗ khí đóng này. Thì nước tế bào hạt đậu mất nước, nó xẹp xuống và làm cho hai thành này cũng xẹp xuống và thành dày bên trong cũng xẹp xuống, đóng lỗ khí. Thì chúng ta thấy là xem lại cái phần mô tả này nhé. Như cô vừa mô tả theo hình thì dễ hơn đúng không? Nhưng mà lưu ý, một cái lưu ý duy nhất đó là lỗ khí không bao giờ đóng lại hoàn toàn các em ạ, vì nó vẫn đảm bảo cho quá trình trao đổi khí cả ngày và đêm. Câu hỏi thảo luận trang 124. Dựa vào hình 27.2, hãy cho biết những chất khí nào có thể di chuyển ra vào qua các khí khổng. Chúng ta chèn thêm ảnh phần 27.2 vào nhé. Thì chúng ta có thể trả lời đó là khí có thể di chuyển ra vào đó là carbon dioxide, oxygen và hơi nước. Câu hỏi số 8. Khí khổng có vai trò gì đối với cây? Thì chúng ta thấy là nhìn vào lỗ khí đã thấy những cái khí
Và cái tên của nó đã nói lên tất cả, đó là nó trao đổi khí, đúng không nào? Nó giúp cây thực hiện trao đổi khí, và thêm nữa đó là hơi nước với môi trường qua quá trình hô hấp, quang hợp và thoát hơi nước. Câu 9. Quan sát hình 27.3 mô tả sự trao đổi khí diễn ra ở lá cây khi cây quang hợp và hô hấp. Chúng ta nhìn vào con đường này nhé. Khi mà nó quang hợp ý, thì khí carbon dioxide đi vào đây, và oxygen đi ra. Đấy, chúng ta thấy chưa ạ? Còn khi nó hô hấp thì oxygen đi vào và CO2 đi ra, carbon dioxide đi ra. Chúng ta nhìn nhé, đấy, mũi tên ngược lại này, thì chúng ta có thể trình bày trong nội dung này. Nhớ là cơ chế của nó là khuếch tán, và hai quá trình này thì ngược nhau. Trong khi đó thì cây hô hấp cả ngày và đêm, quang hợp ban ngày khi có ánh sáng thôi nhé. Luyện tập trang 125. Sự trao đổi khí có vai trò gì đối với thực vật và đối với môi trường? Thì chúng ta thấy là trao đổi khí giúp cung cấp các khí cho các hoạt động sống trong cơ thể. Đồng thời nó giúp đào thải các khí được tạo thành qua các hoạt động sống trong cơ thể như là carbon dioxide hoặc oxygen. Và nó thông qua các quá trình như hô hấp hoặc quang hợp, tránh được tích tụ các chất khí gây hại cho cơ thể. Vai trò của chúng là nó giúp cân bằng hàm lượng khí trong môi trường, tránh hiện tượng hiệu ứng nhà kính kéo theo các thảm họa môi trường khác như lũ lụt, hạn hán, v.v. Tại sao vào ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa hả các em? Đó chính là khi vào ban đêm thì cây xanh sẽ thực hiện quá trình hô hấp, lấy oxygen và thải carbon dioxide, dẫn đến là giảm oxy và tăng carbonic, dẫn đến cơ thể sẽ có thể mà để nhiều cây có thể chết các em ạ. Đấy, thế nên các em lưu ý nhé. Nếu mà để thì chúng ta cần để cho nó thông thoáng khí ra. Câu hỏi thảo luận số 10. Kể tên các cơ quan thực hiện trao đổi khí ở động vật. Vì là nó rất đa dạng nên chúng ta có thể kể sơ sơ thôi, đó là qua da này, qua hệ thống ống khí, qua mang và qua phổi, vân vân. Run đất, ruồi, cá, chó nó trao đổi khí qua các cơ quan nào các em? Trong các cơ quan mà mình vừa kể vừa rồi, chúng ta nhìn thấy ngay, trao đổi khí ở chó là qua phổi, ở cá là qua mang, ở ruồi là qua hệ thống ống khí, và ở run đất là qua da. Chúng ta cùng trình bày lại nhé. Câu hỏi số 12. Quan sát hình 27.5, sơ đồ đường đi của các loại khí qua các cơ quan hô hấp ở người. Em hãy nêu tên các cơ quan trong hệ hô hấp và mô tả đường đi của khí. Chúng ta thấy các cơ quan đó là, kể dọc nhé, mũi, đây, đi từ mũi này, thanh quản, khí quản, phế quản và hai lá phổi. Đường đi của khí: mũi đến thanh quản, đến khí quản, đến phế quản và đến phổi. Còn đường đi của khí carbon dioxide đó là ngược lại, chiều ngược lại: phổi, phế quản, khí quản, thanh quản và mũi. Câu hỏi số 13. Vì sao khi tập thể dục hoặc vận động mạnh, sự trao đổi khí diễn ra nhanh hơn? Đó chính là do nhu cầu năng lượng của cơ thể tăng cao nên tốc độ hô hấp tế bào cũng tăng lên để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho cơ thể. Cái tốc độ hô hấp tế bào ấy nó nhanh khiến cho nhu cầu khí oxygen của cơ thể nó tăng lên. Và đây chính là nguyên liệu của quá trình hô hấp, đúng không nào? Và cái nhu cầu đào thải carbon dioxide thì cũng tăng lên. Đây chính là sản phẩm của quá trình hô hấp. Do đó cái sự trao đổi khí sẽ diễn ra nhanh hơn để cung cấp kịp thời oxygen và thải nhanh carbon dioxide ra ngoài, đảm bảo các hoạt động sinh lý của cơ thể được diễn ra bình thường. Câu hỏi luyện tập: xác định các cơ quan trao đổi khí của các sinh vật trong bảng sau. Sau đây là gợi ý của cô, chúng ta cùng theo dõi nhé. Có thể là bề mặt cơ thể ở thủy tức, phổi ở mèo, kiến thì ống khí, cá rô mang, nhưng mà cá sấu lại là lưu ý phổi nhé. Sán lông qua bề mặt cơ thể, hươu cao cổ qua phổi, châu chấu, ống khí, chim bồ câu là phổi, và ếch rất đặc biệt cả da và phổi. Bài tập số 1, vẽ sơ đồ mô tả đường đi của khí
Qua khí khổng ở lá cây trong quá trình quang hợp và quá trình hô hấp. Chúng ta còn nhớ không nào? Hy vọng các em sẽ trình bày được đường đi này nhé. Từ môi trường qua lỗ khí đến tế bào thịt lá và ngược lại, với các thành phần khí nào các em cũng điền cho cẩn thận nhé. Nhớ là từ ngoài vào trong quá trình quang hợp ý, thì carbon dioxide sẽ đi vào đến thịt lá và oxy sẽ được oxygen sẽ được tạo ra. Còn ngược lại, ở quá trình hô hấp thì vẫn như thế nhưng ngược lại, oxygen là phía trên, thay thế rất là đơn giản đúng không nào? Bài số 2. Vào những ngày trời nắng nóng, sự trao đổi khí ở cây diễn ra nhanh hay chậm vì sao? Thì chúng ta lưu ý rằng sự trao đổi khí diễn ra chậm trong những ngày trời nắng nóng. Vì khi trời nắng nóng, khí khổng đóng lại để hạn chế sự mất nước, làm giảm sự khuếch tán các loại khí qua khí khổng. Điều này ngăn cản quá trình trao đổi khí ở thực vật. Bài 3. Vì sao khi bắt cá bỏ lên môi trường trên cạn sau một khoảng thời gian thì cá sẽ chết? Chúng ta thấy là vì cá nó hấp bằng mang, khi bắt lên cạn không còn lực đẩy của nước, các lá mang và cung mang xẹp xuống, dính chặt vào nhau thành một khối, khiến cho diện tích trao đổi khí rất là nhỏ. Khi đó thì cá không thể hấp được, oxygen và carbon dioxide nó không khuếch tán được. Vì vậy thì sau một khoảng thời gian cá sẽ chết vì nó không hợp với môi trường cạn đúng không nào? Câu số 4. Em hãy tìm hiểu và thiết kế một cái khẩu trang sáng tạo từ các vật liệu dễ tìm dùng để lọc khói bụi nào? Sau đây là ví dụ này. Có thể làm khẩu trang như là khẩu trang vải này, hay là khẩu trang vải lại kết hợp cả kính nữa để chắn giọt bắn. Và đó cũng chính là câu hỏi cuối cùng, nhiệm vụ cuối cùng mà hy vọng chúng ta có thể làm được ra sản phẩm mình có thể sử dụng được nhé. Để yêu cầu này, lọc khói, lọc bụi. Chúc các em có những sản phẩm đẹp và nhớ khoe với cô ở bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Chào các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.